chuyện riêng đó thì à, bỏ chồng thì bỏ con thẳng luôn. Mà khi mà đi á, bước lên xe mà mấy đứa con ôm chân mẹ mà khóc nức nở gì mà nỡ lòng mà cũng bỏ đi, bỏ đi luôn, nó khóc vô nhà cũng khóc, cả xóm xe khóc, cả xóm đứng khóc, mấy chú quay khóc luôn. Anh có thử hỏi chị không? Có hỏi đi làm kiếm tiền gì kiếm số vốn gì cho con mà đi ba tháng nay không thấy, hoặc là đi ba tháng nay bữa lúc trước cứ gọi ở tối nè mua cho cái cạc làm cạc cho con, lên mạng cho con nó coi một hình không có ngàn nào, gọi là hai ba tháng trời mà không có ngàn nào. Là chị đi kiếm tiền nuôi con, nhưng mà nuôi cái gì kỳ vậy? Là chị đi là chị nói với anh là để chị đi làm kiếm tiền nuôi con. Theo mà ba tháng đó thợ nó em làm ngoài dư ngoài chục triệu, nếu đi ra ngoài mình nó không làm cái cạc nào sao kỳ làm gì? Thì lúc mà chị chưa đi á thì anh ở nhà thì anh làm công việc gì để nuôi con? Chợ tư với tối xôi cá với đi kéo cá ban đêm này nọ. Kéo cá mướn. Đi ra cả lưới bắt cá rồi. Kéo hào nuôi cái hào rồi. Cá nuôi á. Vô đây con, vô đây. Kéo mướn. Vô đây với cha nè. Vô đây ngồi đây với cha lát nữa con cho nè. Đây ngồi với cha nó nghe không? Nó bằng một tiếng nó nghe chưa? Lát nữa con đi ngồi với cha. Uống sữa nha. Đó đó. Lát chú chở đi kiếm mẹ tiếp. Lát là chở đi kiếm mẹ ha. Đấy là cả nhà. Năm đứa. Đâu rồi, đâu mất cái bốn đứa phải không? Năm đứa nhỏ quá rồi cũng thì đây là năm đứa con của anh Nhật với chị này cả nhà. Ngồi đàng hoàng nha, lớn rồi nha. Chị hai lên đây ngồi đi, chị hai ngồi kế ba đi. Hai. Trời ơi. Lớn không nhỏ đâu. Mặt chạy giáo rồi. Nó chạy chứ mẹ, nó chạy chứ mẹ. Leo nhau lóc nhóc vậy rồi sao đi làm ta? Trai mạnh mẽ lên coi. Trai mạnh mẽ lên. Thì từ cái ngày mà chị đi thì mấy đứa bé nó có hỏi mẹ, nó có nhớ không? Nó hoài. Thường nửa đêm nó thức, nó khóc, mẹ nó trốn sữa. Nửa đêm nó khóc, vậy nó vô trong phòng, thường mẹ cũng vô phòng á, vô phòng kiếm. Kiếm con chạy ra, cũng kiếm. Chị là cái nó đang ngủ giữa đêm mà nó nhớ mẹ chạy đi kiếm. Gì? Cô nói chuyện với cha miếng nha. Để xíu nữa là không có ông bà, đợi xíu nữa bà cho tiền con sữa nha. Bắt cho đi đó. Chị hai đâu rồi? Chị hai đâu? Chị hai rồi. Ngồi đây với bà đi con. Chị hai tên gì? Đi chợ cái mẹ kìa. Chị hai tên gì? Tên là Thanh Trà. Thanh Trà. Rồi chị cô đàng hoàng nghe không? Đây cười nè. Sao đẹp chứ bà? Dẫn đi khám rồi xin dưỡng không? Đẹp. Xin dưỡng. Là đĩa đấy là 52, 51 rồi hả anh? 51. Lớn rồi, con đừng khóc. Chị hai nè. Chị hai lớn mà chị hai cũng dĩ rồi. Thầu ơi. Thôi cả nhà, mà nói chứ mà nước này luôn á. Cả nhà cho nên là cứ nó lì nhì mà tới năm đứa là điếc đầu đấy. Em bốn con chúa. Đây hỏi chai, hỏi chai chặt tớ, nè. Mấy con em để cho cô hỏi nói chuyện với ba tí xíu nha. Hồi nãy ăn oxy hết rồi đúng không? Mua oxy ăn hết rồi đúng không? Ăn oxy hết rồi giờ con la làng đúng không? Rồi bây giờ chị đi vậy rồi anh giữ năm đứa nhỏ, anh đâu có đi làm gì được đâu hả anh Nhật? Chị bảo vậy đợi đây hết ba cái sổ mũi này đâu kiếm, cũng kiếm đi làm gì ở nhà ngoài tiền đâu sống, quay cũng phải đi thôi. Từ cái lúc mà chị đi á thì anh có đi làm không, hay là anh cũng ở nhà đi tìm chị rồi có đi làm chứ cũng có đi làm. Ý bà cái gì đó con lì quá vậy nhỏ tự nè. điêu đầu luôn á, nhức đầu luôn, nhức đầu nhức óc luôn. Lúc chị đi bỏ đi bà. Lúc chị đi là chị có nhắn gửi gì không anh, hay là tự đi vậy? Có đi à. Tự đi ha. Anh Nhật nói một câu là quậy quá chị mẹ bỏ đi vậy. Quậy quá mẹ bỏ đi đúng không? phải không yeah. quậy quá mẹ bỏ đi đúng không, cha nói vậy đó. Cái gì mũi lớn mũi nhỏ là hai bé heo lớn heo nhỏ là đứa lớn với đứa kế rồi. Mấy mấy đứa bé nó không có đi được đi học hả anh? Có đứa lớn đi học lớp một,
Còn đứa như đứa kế đó đi đăng ký mẫu giáo rồi chưa vô. Còn bên ba đứa hay là ở nhà với nhà đây là nhà đất của mình hả anh? Đây là các con ông nội. Ông nội cắt cái nhà sau này để cho hai chồng với mấy đứa con ở ha. Ông nội và nội làm một chút. Ông nội không có cắt thì cô và cô cho à? Cô cho. À, mấy cô hồng tiền mà cắt cái nhà lên cho anh chị. Mấy đứa nhỏ là mới có một mình biết cha là đi học ở tối không anh? Vậy rồi anh Nhật anh thử là năn nỉ vợ để năn nỉ rồi, năn nỉ hết lời rồi. Chị nói sao? Chị quyết không về, không có dính líu gia đình nữa. Là nhẫn tâm là bỏ năm đứa. Bỏ ra cái này. Cha đi, gì bỏ cổ lấy người. Bỏ cổ chạy lấy người. Em nghe nhỏ tuổi quá mà. Em nghe được cái thông tin hình như là chị Hằng nói là vợ nó là kêu anh về kê ký giấy đúng không anh? Ký giấy là đi về luôn hả? Là cái giấy làm giấy sẵn rồi, đợi em về ký. Là có nghĩa là ký mình kết hôn đó không? Không có gặp nhau ở à, không có đăng ký giấy kết hôn làm cây xanh cho mấy này nè. Là bên vợ hay là bên anh? Đây. Có nghĩa là hai vợ chồng là không có cưới mà chỉ là gặp nhau ở xong rồi đi đăng ký giấy kết hôn để mà làm giấy tờ cây xanh ra mấy cái. Là chị làm giấy kết hôn là trước khi là chị đi hay là chị mới về đây rồi chị làm anh? Không có để kết hôn rồi. Không, mà em lộn là làm giấy ly dị á. Rồi bỏ đi á. Mới nói nó qua cái này ba bữa nay vậy. Gì là cái ly dị dầu gì đợi gì đợi em dưới ký giấy ly hôn. Về đợt đây là cũng giống như là bữa nay vậy mà mẹ nó về à. Nó mà tối kêu về với ký giấy ly dị đó. Mấy con trật tự xíu nha, để ba nói chuyện với cô chú nha. Dạ, lớn rồi đây đã quậy lắm, quậy chịu con nổi luôn. Trời ơi. Bà nội là cái chân là đi không nổi là giữ mấy đứa này là cực lắm luôn á. Tại vì con nổi chẳng gì bị quýt mà đi dưới đầu á con mẹ. Dạ, mà bị quýt hả nội? Quậy quá rồi. Chú. Lúc trước là chỉ còn ở nhà là anh Nhật là mình làm cái công việc gì anh? Chở vật tư. Chở vật tư hả? Rồi bây giờ chị đi rồi thì dự định sắp tới của anh là mình sẽ làm cái gì? Thì cũng làm sẽ xe lại chở vật tư đi kéo cá chút cháu đêm này đó. Đưa nước có thời gian đưa nước cho nó lớn đi học cái ngày nước bão cử chèo xuống từ đi con. Như mà anh Nhật đi làm mấy cái công việc khó thì một ngày thường mà anh làm được nhiêu tiền chứ mà còn vợ luôn này thì 300 vợ đi gì vậy 200 không có ngày 200 không có gì không có luôn nó vô chừng vô đẩy ra định. Thì bây giờ nói chung là bây giờ vợ bỏ đi thì cũng mấy tháng rồi giờ bỏ đi thì cũng mấy trước Tết tới giờ ba tháng rồi cho nên là không có mà liên hệ rồi gì về nhà hết trơn á. Và giờ cũng có mà đòi là anh là ký giấy hôn luôn cho chị thoải mái. Giờ đi như vậy thì anh cũng nói chung là anh cũng vất vả cả nha, cũng là vất vả lắm. Kiểu như là mình phải vừa nuôi 5 đứa con mà giờ mấy đứa bé nó cũng còn rất là nhỏ luôn. Hai đứa thì học, còn ba đứa thì bỏ con nhỏ chưa đi học. Thì anh cũng nhờ bà nội ha, cũng giữ giúp đúng không? Thôi dạ thôi. Hôm nay anh Nhật, hôm nay em cũng tới tìm hiểu hoàn cảnh gia đình anh á. Em cũng muốn gửi 1 triệu đồng của chú Thanh Cường, hiện tại đang sống và làm việc ở Mỹ. Em gửi em trích cái quỹ ra 1 triệu em gửi cho anh để hôm nay mua sữa cho mấy đứa bé nhà anh có tiền của chú anh Cường. Cha con em cảm ơn chú Cường vì sắp ở Mỹ đã thấy hoàn cảnh cha con em khó khăn. Dạ cha con em cảm ơn chú Cường nhiều. Dạ thì hy vọng là vợ anh á thì cũng coi được mấy cái clip này nè, thấy được mấy đứa con nè thì về sớm phụ nuôi với anh.
Cả nhà nó quậy quá rồi cả nhà. Tài sản anh Nhật có hơn thằng cấp gậy đó. Giờ mấy một chai bốn gái. Một chai bốn gái. À quậy dữ lắm. Mày nhìn giống một cái khuôn mặt một cái diễn viên nào ha? Diễn viên quần chúng. Đó vợ em nó đeo em với bộ, phải cua đâu? À, vợ anh là cua anh hả? Ừ. Vợ ta. Em rất quen nhỏ kia kìa. Ồ. Nó làm cho người ông kia bay luôn, vì nó sát của em á. À vậy hả? Nó lắm hay. Tự động cua mình đó giờ tự động bỏ mình đi mới ghê. Nói chung mày nhân duyên duyên nợ hết duyên thì mình đi thôi, cái đó thì mình không đắp được. Nhưng mà đắp ở đây là chị Hạnh là một người mẹ, đúng rồi, mà đem dứt áo để mà bỏ năm đứa con là xã hội là lên án, là lên án cái chuyện đó thôi. Còn cái chuyện duyên nợ thì à, bỏ chồng thì đừng bỏ con thẳng luôn. Mà khi mà đi á, bước lên xe mà mấy đứa con ôm chân mẹ mà khóc nức nở gì mà nỡ lòng mà cũng bỏ đi. Bỏ đi luôn, khóc, vô nhà cũng khóc. Cả xóm, xe khóc, cả xóm đứng khóc, khóc mấy chú quay khóc luôn. Khóc mà một người phụ nữ cũng đó là khổ dưỡng đâu ăn thịt con đâu, đúng không? Mà sáng nay ghé con mà bà nhà vợ gì vậy đó, ra ôm cổ vợ ở dưới kho này thôi. Cái bữa đó chị Hạnh về anh Nhật mình có mừng không? Mừng tí bà luôn, tưởng về mừng húm. Tưởng là về. Lòng im 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 mày ngon ngon này này xong rồi. Rồi nó sẽ đi tiếp sầu sao kiểu luôn. Tưởng đang là về ở lại nuôi các con mà ai ngờ thì về để đối giấc xong rồi. Vô nào ấy. Tặng cái nhỏ hả? Leo nó mến bà quá ha. Cái công việc hiện tại mà anh làm đó anh cảm thấy có ổn định để mà nuôi năm đứa con của mình không anh? Thì còn vợ thì ổn định, với vợ đi cũng thấy không ổn định gì mấy đâu, thất thường lắm, khó nó được mừng à. Bây giờ vừa giữ con thời gian đâu có làm công việc mà im xuôi với người ta rồi lận. Ở đây còn có cái công việc nào mà để giúp cho anh mà có cái nguồn thu nhập hàng ngày không? Chỉ là một đi chở đồ hay là buôn bán gì có thể mà không có làm cho người ta là cũng làm ngày á, mình làm tự mình làm chủ mình á. À, tự mình làm chủ mình. Còn lo ăn học, rồi này ăn uống hàng ngày nữa. Thì ở đây là anh cảm thấy là mình buôn bán cái gì là nó thích hợp để cho anh với lại mấy đứa con của mình anh? Chung là đi chở đồ buôn bán thì biết sao, là phải bắt đi chở đồ hàng ngày chứ. Thì làm có vốn thì tính chuyện sao? Coi chừng ảnh rồi anh đi chừng không. Là coi vốn mà mình mới tính tới chuyện buôn bán sao ha? Chứ chăn nuôi nhà kiếm thêm nhập gà vịt hay cũng được. Biết nó hơi lì hoài. Con trai mà. Thì anh có ước mơ gì không sau khi người vợ đã đi? Chào cứ mỹ chị. Chỉ ước mơ thì làm có tiền con chứ không ước mơ gì nữa. Nhất á, ước mơ ước mơ gì nhất á, muốn mẹ nó về con biết này thôi. Đi làm tiền hay chẳng biết làm cho con, nó về thôi, tự mình tự kiếm sống yêu con nhỏ biết sao giờ. Chứ giờ nó đã vậy rồi. Kiểu như anh suy nghĩ là tới đâu hay tới đó. Đúng rồi, rồi thì đó. Nhưng mà trong cái tâm anh hiện tại bây giờ anh còn muốn chị Hạnh quay về với anh không? Bạn muốn về coi tụi nhỏ này dạy dỗ nó, lúc còn nhỏ không chịu dạy lớn sao vậy? Thằng cứ để chị gì lên ta. Trời ơi. Chị cứ thúi. Tao tắt đi cha. Quá trời ơi. Quá quậy rồi. Lôi nhau lên sân. Xem nha. Tại mấy bé thì nó đặc biệt. Ơi. Bé lớn nó hoài. Mấy tuần rồi nè. Thanh trà, đúng rồi. Con ngồi dậy nói chuyện, chú nói chuyện hỏi con coi. Nghe em lớn chị chú hỏi đàng hoàng, chị đàng hoàng coi. Cái gì con có ước mơ gì nãy con nói nè, chú rồi đó chị chú nè, à, muốn gì? Nãy con nói gặp chú ngoài ngoài sau giường chú con nói gì? Con có ước mơ gì đó? Đó nè, mới mốt con lớn là con muốn ước mơ con làm gì nè? Trời nó lên lớn lên con làm gì? Con ước mơ sao đã? Mốt con làm gì?
xe đạp chạy. À chứ bơi có xe đạp thôi à. Ủa mắt con bị gì vậy? Ờ à, mắt con mắt lé hả? Nó làm á, bé nó làm mắt lé cũng vậy. Đâu làm lại coi. Anh làm mắt lé. Ờ à, làm mắt lé hả? Đâu làm lại coi. Con bé này. À làm mắt lé. Trời ơi, chú tưởng đâu con mắt lé. Thiếu ta. À. Đâu gì làm cũng được à? Vậy hả? Mình nhìn vô cái ngay cái lỗ mũi á. Nhưng mà đúng không? Lớn lên làm cũng hay á. Ờ chú tưởng là con mắt lé á. Không, nhưng mà đừng có làm nha, làm riết là nó quen cái quen luôn. Làm hồi là nó lé mắt luôn á. Nè, con cũng làm gì cũng làm vậy nè. Như là em để ý là mấy cái nhỏ là nó có một cái sở thích đó. Được muốn cái xe đạp. Mà anh Nhật hình như là có chiếc xe của bóc thì tôi luôn hả? Ờ ơi, làm mắc kìa, làm nó mắc kìa. Vì đây sửa bữa mai mốt gì lấy rồi. Rồi sáng đi học thì mình đem mấy bé bằng chiếc xe của mượn ra hai lần hay con giác bộ đi. Giác bộ xa không? Ngoài đâu cậu cổng á. Mấy cây số rồi. Ở ngoài cổng, lúc mà leo vô cổng còn xây. Gần cái cây số. Lát con cha. Anh cho chị Hạnh cơ hội để mà quay chăm lo mấy đứa con của ảnh. Giờ không biết giờ phải không? Không biết kèm nữa, giờ biết đâu đâu làm gì phải không? Giờ từ đây bao lâu về nào về. Té té đó con. Nhưng mà kêu chị Hạnh mà kêu anh về ký giấy tờ là em nghĩ là chắc không muốn quay về với anh. Dạ. Thì em không ký. Có lẽ vậy đó, muốn về nào về. À, anh không ký giấy hả? Rồi à, quý bà chị xem Ôi té té lại cổ. Ờ bye bye đi, con bye bye ông bà đi. Bye bye, bye, bye ông bà đi. Bye bye. Con nhắn nhủ vậy mẹ không? Ờ con làm mắt lé lại coi cái coi. Làm mắt lé ơi. Làm mắt lé ơi. Mắt lé ơi. Mắt lé coi. Đâu 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 mắt lé à. Đâu. Đâu đâu chưa chơi chú chưa thấy nè. Đâu. Làm lại. Đó, làm lại. Bà con sớm hả? Đâu cổ đâu đâu ra cho mẹ.